Em chào các bác nhé. Em đang lắp đặt dàn cày 5 chảo vào máy 4018 cho bác khách ở bên Mỹ Tiến, Mỹ Lộc, Nam Định. Nhưng mà đáng nhá, giờ phút này thì bên em ra đồng, nhưng mà bác chủ đây thì đã là khách đang dùng dàn cày 6 chảo cho máy 5018. Và bác ấy không cần phải test nữa, để thế này cho mới, mai xuống đồng cho đẹp. Đấy thì cũng trong quá trình lắp đặt và trải nghiệm dàn cày thì bên em cũng làm một cái clip nho nhỏ để quay lại cũng như là gửi tới quý bà con, anh chị em làm máy nông nghiệp để cùng tham khảo và cùng nhận xét cũng như là cùng đánh giá về cái tiêu chí cũng như là cái chất lượng và cái nhu cầu sử dụng của mình. Đấy thì anh em và bà con có nhu cầu sử dụng sản phẩm của bên cơ khí cày chảo Vũ Hải thì xin liên hệ trực tiếp cho em theo hai số điện thoại là 0982 975 256 hoặc là 0936 975 256. Đây anh Hiếu, người Mỹ Tiến, Mỹ Lộc, Nam Định đang sử dụng dàn cày 6 chảo nha. Và ngày hôm nay thì bác đây là bác chủ của máy 4018. Bác ấy rất là kỹ tính. Nhưng mà đến giờ phút này đây thì cũng gần như là mọi cái đã được trọn vẹn rồi. Sáng mai chốt rồi nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đấy, chiếc máy Kubota 4018 thì mới bóc tem từ nhà, từ công ty Kubota Thiên Trường Thái Bình và Plaza về đến đây, và ngày hôm nay thì về đến em là tiếp cho bác một dàn cày 5 chảo đây. Nhưng mà sao không mua Nam Định, mua Thái Bình? Nam Định là Thái Bình thì còn nước kéo được qua Thái Bình rồi.